Bao nhiêu đường rồi đó? Một vé số 2. À, cái điều quan trọng lì phải không? Tức là cái lưng dựa vô được tại cái lưng cái lưng nó cong được. Trong nó ngay đâu được. Ngay đó đó. Lưng cong vòng nè. Rồi đấy nhìn người bị nặng hơn rồi nè. Rồi, quay ra qua đây. Rồi quay cũng bị cổ luôn nè, đây nè, thấy chưa? Đây đây nè, thấy chưa? Đó, một cái. Được cái tay này. Được cũng im im rồi ha. Đây rồi, ơi. Đó rồi. Đó rồi. Khác nha. Rồi, im chí đi, nằm tiếp. Nằm tiếp. Rồi, nằm ngửa ra. Rồi, khác. Giật hai cái, một cái giật lưng, cái giật cổ. Rồi, kích lên. Ây da. Bóp vừa từ từ rồi. Mọi người thấy là nó khá hơn chút xíu rồi em. Chứ nó quay cứng lòng vòng như lần trước. Rồi, từ từ ngồi dậy được rồi đó. Là bệnh nhân Việt Nam chịu khó đó, bệnh nhân Úc chạy rồi, sợ. Rồi, quay mặt vô đây. Bệnh nhân Úc như người Việt như người Úc. Đúng, đây, người Việt, ngồi dậy, ngồi dậy. Quanh nó cứng dính hết rồi. Ra mình làm á là sẽ làm tiếp nữa, đừng lo. Thấy không? Mới hẹn hai lần mà. Hai lần mà. Mới hẹn hai lần. Rồi, đứng về đi đi cho mọi người thấy khoái. Nhớ đo. Đây, bìa cái lứ. Ừ, đi ra. Qua đây. Người yêu ơi. Người yêu ơi, em xin đừng buồn. Đó, tựa vậy nha. Chờ cả rồi. Rồi. 1m66 rồi nha các anh chị. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.